Hôm nay, 18/9, Trần Thị Thanh Thúy đã trở về nước để tham gia tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 19. Thanh Thúy sẽ hội quân tại Quảng Ninh và cùng đồng đội tập luyện chuyên môn. Thời gian tập luyện tại Quảng Ninh kéo dài đến ngày 24/9 trước khi đội tuyển di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị các thủ tục cuối cùng trước khi lên đường sang thành phố Hàng Châu, Trung Quốc dự ASEAN 19. Trước đó, Trần Thị Thanh Thúy đã có thời gian thi đấu cho câu lạc bộ PFU Blue Cat tại Nhật Bản. Tuy nhiên, sau sự thỏa thuận giữa Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và câu lạc bộ PFU Blue Cat, Thanh Thúy quyết định khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN 19. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng ký 12 cầu thủ tham dự ASEAN 19, trong đó có Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh, hai cầu thủ từng tham gia ASEAN 18 năm 2018 tại Indonesia. Họ sẽ cùng đội tuyển đối đầu với các đội bóng khác trong môn bóng chuyền nữ ASEAN 19.